Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Tân Dậu, tháng Kỷ Hợi năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim quỷ giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Vai ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thạch lựu mộc, ngày Tân Dậu tức can chi tương đồng thuộc Kim và ngày hôm nay là ngày cát. Vai nạp âm, thạch lựu mộc, kỵ tuổi, ất mão, kỵ mão, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi, kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày giàu lục hợp với thìn, tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục, xung với mão hình giàu hải tuất phá tý và tuyệt dần. Vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi quý mão kỵ mão ất sửu ất mùi tuổi xung trong tháng tuổi tân tỵ đinh tỵ. Vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao thánh tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao mẫu thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao sát cống, đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần thất sát, sao ngũ hợp tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao phi ma sát hay còn gọi là sao tai sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sao chu tức hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sao sát chủ, xấu mọi việc, sao lọ ban sát, kỵ về khởi công, động thổ. Đặc biệt là ngày 9 tháng 11 năm 2021, tức là ngày 5 tháng 10 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó đạt được như ý muốn. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng Tây Nam. Và sau đây, mà các bạn đoán xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 9 tháng 11 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mà các bạn đoán xem từ vi tuổi tí thứ ba ngày mùng 9 tháng 11 năm 2021. Theo vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu làm cho bạn tuổi Tý đang có điểm báo có nhiều tác động xấu đến bạn trong vận trình ngày hôm nay với bạn tuổi Tý nếu như bản mệnh không cẩn thận khi bắt tay vào công việc hoặc là tin người quá dễ dàng thì kẻ tiểu nhân sẽ lợi dụng sơ hở để hãm hại bạn mà thôi Tuy nhiên, vận trình ngày thứ ba này với bạn tử tí, bạn cũng có thể yên tâm rằng nếu như mình luôn tập trung, chắc chắn sẽ hạn chế được những sai suất, giảm thiểu được sự ảnh hưởng xấu. Và với bạn tử tí, bạn có biết mình thuộc quân giáp phản ứng nhanh nhạy và linh hoạt, vững vàng trước những biến cố hay là không? còn về phương diện tài lộc của bạn tuổi tý trong ngày thứ ba này bạn lại đang có được thiên tài chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi tý vẫn đang có được cơ hội làm ăn ăn nên làm ra trong ngày hôm nay nhất là đối với những người đang có nghề tay trái hoặc là mong muốn được thử vận may của mình về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim hết sức thận trọng khi làm việc Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, cẩn thận kẹo lại bị kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy rối. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, hãy cố gắng làm việc hết mình. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ, có được cơ may phát tài trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, tập trung làm việc để tránh những sai sót không đáng có. Và đánh giá của bà tuổi tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi thìn. Từ vi tuổi xỉu thứ 3 ngày 9 tháng 11 năm 2021, xem vận trình ngày thứ 3 này với ban tuổi xỉu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tị dậu Sửu phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người bạn mệnh tuổi Sửu thậm chí có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nếu như bạn biết phát huy được khả năng năng lực lãnh đạo và chỉ huy của mình và nếu như bạn là nhân viên, bạn cũng sẽ dễ dàng tăng tín Tuy nhiên trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, bạn đứng ở vị trí lãnh đạo thì bạn cần phải tiếp xúc với nhân viên cấp dưới của mình nhiều hơn và bạn cũng cần phải quan tâm hơn tới họ để biết được điểm mạnh, điểm yếu của mọi người. Từ đó, phân công nhiệm vụ sao cho phù hợp với từng người bạn tuổi Sửu nhé. Ngày này, bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và người nhà đang vô cùng là hòa hợp. Và dù công việc của bạn có bận rộn hay là căng thẳng đi chăng nữa, với bạn tuổi Sửu cũng không quên dành thời gian quan tâm tới các thành viên trong gia đình mình. Và gia đình chính là điểm tựa giúp cho bạn vững vàng trước những sóng gió của cuộc đời. Xem tử vi cho thấy Hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2021, tức là ngày 5 tháng 10 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23. Đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn, Vì vậy với bạn tuổi Sửu không nên thực hiện những công việc trọng đại hay là xuất hành đi xa trong ngày hôm nay nhé về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim tạo dựng được uy tín với mọi người tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy có được sự quyết đoán hướng mọi người theo hướng đi đúng đắn tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa cần phải trò chuyện tiếp xúc với mọi người nhiều hơn tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ luôn quan tâm tới người thân gia đình của mình tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc điềm tĩnh và chính chắn khi giải quyết những công việc và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Từ vi tuổi dần, Thứ ba, ngày 9 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh và đây là dấu hiệu tốt. Cho thấy với bạn tuổi dần, nếu như bạn đang làm ở lĩnh vực văn phòng, bàn giấy, bạn có thể phát huy được điểm mạnh của mình là cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ và có trách nhiệm của mình. Với bạn tuổi dần, tinh thần làm việc tốt giúp cho bạn khẳng định được vị thế của mình trong mắt lãnh đạo cũng như là đồng nghiệp xung quanh. Và điều bạn cần làm bây giờ là một cơ hội để bứt phá và vươn lên. Trước khi đến được lúc ấy, với bạn tuổi dần cũng cần phải tiếp tục rèn luyện mình hơn nữa. Tuy nhiên á, về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, cái chuyện tình cảm của bạn với người nhà lại không được yên ổn cho lắm. Đôi bên có thể xảy ra xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng nhau và trước khi định thốt lên một lời nào đó gây tổn thương người khác, bạn mệnh hãy đặt mình vào vị trí của đối phương để kìm nén lại cơn nóng giận của mình bạn tuổi dần nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy khẳng định được giá trị của bản thân mình. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa chờ đợi thời cơ thích hợp để thể hiện bản thân. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ nhận được sự tán thưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc hãy học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim có thể vướng phải mâu thuẫn xích mích với nửa kia của mình trong ngày hôm nay. Về đánh giá của ba tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thìn, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu tác động. Cái điều này làm cho bạn tuổi mão đang có xu hướng coi thường ý kiến của người khác và sẵn sàng gây gõ tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược chiều với mình. Với bạn tuổi mão, bạn quá kiêu ngạo khi luôn cho rằng mình luôn là người đúng. Bạn tuổi mão, bạn nên biết rằng mọi người có một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, cho nên bạn không thể bắt người khác nghe theo ý của mình một cách vô điều kiện như vậy được. Còn nếu như bạn muốn ý kiến của mình được công nhận, thì tốt nhất là bạn hãy trình bày quan điểm một cách thật rõ ràng và thuyết phục được người nghe nhé. Lại thêm trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, bạn đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang quản độc thân, không chịu mở rộng lòng mình vì mãi cứ giữ cái nhìn khá tiêu cực về chuyện tình cảm. Bạn thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới vì sợ yêu, lo lắng sau này mình sẽ phải chịu tổn thương. Và đặc biệt, ngày hôm nay với bạn tuổi Mão là ngày mùng 5 tháng 10 năm Tân Sửu ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mùng 5, 14, 23 đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn, Dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng khó đạt được kết quả như ý muốn. Chính vì vậy với bạn tuổi mão không nên tiến hành những công việc trọng đại trong ngày hôm nay, kể cả như là xuất hành, ký kết hợp đồng. Về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, thông minh, nhanh nhẹn, và linh cảm tốt, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa quá kiêu ngạo vì tài năng của mình, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ không nên bắt ép người khác phải nghe theo quan điểm của mình, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc cần phải trình bày suy nghĩ một cách thuyết phục, tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim hãy cởi mở hơn để cho người khác có được cơ hội tới gần. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tuất. Tử vi tuổi thìn thứ ba ngày mùng 9 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thìn, cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp nâng đỡ cho nên với bà tuổi thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của nhiều người tuy nhiên chính bạn lại thường cảm thấy không thực sự tự tin thậm chí là hoang mang mơ hồ vì chưa tìm được ra hướng đi cho mình và với bà tuổi thìn trước khi đưa ra quyết định hoặc là lựa chọn, bạn hãy xác định rõ điểm mạnh của mình là gì hoặc điều mà mình mong muốn, rồi lấy đó làm cơ sở để chọn mọi việc cho mình. Bạn hãy bình tĩnh để có thể lắng nghe tiếng nói từ nội tâm của mình, chứ có vội chạy theo bước chân của người khác bạn thủ thìn nhé. Ngày này, bạn thủ thìn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn, đang rất hài hòa cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia luôn duy trì tình cảm ổn định hai người thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống và nửa kia cũng là người định hướng cho bạn khiến cho bạn luôn cảm thấy yên tâm và tin tưởng nữa vai tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nhận được sự yêu mến và tin tưởng của nhiều người tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ chưa xác định được điều mình mong muốn thực sự là gì tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc đừng có trần từ do dự để lỡ mất cơ hội đáng tiếc tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim suy nghĩ cân nhắc về những điều mình thực sự muốn và cần tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy tình cảm vợ chồng được ổn định hai người hay chia sẻ với nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. tử vi tuổi tỵ thứ ba ngày mùng 9 tháng 11 năm 2021 xem vận tình ngày thứ ba này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày của chính ấn nâng đỡ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi tỵ đặc biệt là đối với những bạn làm ở cương vị lãnh đạo sẽ nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của nhân viên bà tuổi tỵ luôn ý thức rõ ràng mình cần gì và phải làm gì để có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra Tuy nhiên với bạn tuổi tỵ có một số người lại quá dễ dàng hài lòng với những thành tích mà mình đã đạt được. Nếu không muốn tiếp tục cố gắng, bạn sẽ nhanh chóng trở về tụt hậu và tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ bạn đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Cái điều này làm cho bạn tuổi tỵ thường hay nội nóng với nửa kia của mình một cách vô lý. Dù người ấy có khiến cho bạn không vừa ý đi chăng nữa, thì với bạn cũng nên góp ý một cách nhẹ nhàng trước tin cái đã. Hãy nói để cho người ấy hiểu điều gì khiến cho bạn tức giận bạn tuổi tỵ nhé. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa nhận được sự tin tưởng và tôn trọng của mọi người. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ ý thức rõ ràng điều mình muốn là gì. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc không nên hài lòng với thành tích mà mình đang có quá dễ dàng. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nhìn nhận lại những yêu khuyết điểm của bản thân cho đống đắn từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy vợ chồng cần phải nói chuyện nhẹ nhàng với nhau chứ có nên gây gõ và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu hồng màu tím quý nhân phù trợ túi ngọ tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày mùng 9 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có ngũ hành họa khắc với kim cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay đang có điểm báo rất xấu dễ vướng phải những rắc rối trong chuyện tình cảm và nếu như bạn đang còn độc thân dù được nhiều người săn đón đi chăng nữa bạn mạnh cũng không nên dễ dàng tin theo lời đường mật của một ai đó nhé trong ngày này với bạn tử ngọ, nếu như bạn đã có gia đình rồi, bạn mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách giữa bản thân mình với những người khác giới. Cho dù bạn có trong sạch đi chăng nữa, thì cũng không nên vô tình tạo điều kiện cho người khác lợi ra tiếng vào về mình. Ngày này với bạn tử ngọ lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh tạo cho bạn có được cơ hội để bản mệnh thể hiện được địa mạnh của bản thân mình. Nếu như bạn đang làm trong các lĩnh vực như là nghiên cứu, nghệ thuật, khoa học, dịch vụ, với sự thông minh, nhạy biến của bản thân mình có thể giúp cho bạn tạo ra thành công, hiếm người đạt được và được tôn trọng, ngưỡng mộ nữa. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim nên suy nghĩ trước khi đến với một ai đó, tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, chú ý tạo khoảng cách với mọi người xung quanh, từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, thể hiện được điểm mạnh của bản thân mình trong mọi công việc, từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, con đường sự nghiệp của bạn có được nhiều điểm sáng, gặt hái được thành quả lao động, từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, chuyện tình cảm gặp nhiều vướng mắc. Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày mùng 9 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi mùi cho chúng ta thấy là ba tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kin chiếu mệnh và đây không phải là dấu hiệu tốt đẹp trong sự nghiệp của bạn ngày hôm nay với ba tuổi mùi có thể sẽ vướng vào tranh chấp mâu thuẫn với đồng nghiệp bởi đôi bên đều giữ lý lẽ riêng của mình không ai chịu nhún nhường ai và bạn tuổi mùi, bạn là người mạnh mẽ và giữ lập trường riêng, xong đôi khi bạn lại trở nên cứng đầu, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Đặc điểm này của bạn có thể gây ra những tác động tiêu cực cho sự nghiệp của bạn mạnh nữa. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại đang có được sự khởi sắc. Mối quan hệ của bạn với gia đình đang rất hòa hợp. Bạn túi mùi, bạn luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm gia đình của mình. Bạn trân trọng tình cảm, tình thân và hiểu rằng đó là thứ tình cảm mà tiền tài, địa vị cũng chẳng thể nào đánh đổi được. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim vướng vào tranh chấp, mâu thuận với đồng nghiệp. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, cứng đầu, cứng cổ, không chịu nhường nhịn ai. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, học cách tiếp thu ý kiến của người khác. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, mối quan hệ có được sự hòa hợp, biết chăm lo cho gia đình. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, mở rộng mối quan hệ xã giao, không nên sống khép mình và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mão tuổi ngọ tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội nâng đỡ cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn tuổi thân trong ngày hôm nay có được nhiều điểm sáng với bạn tuổi thân á để bạn có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp thậm chí là bản mệnh có thể gây được ấn tượng mạnh mẽ với cả những người lần đầu tiên mới gặp sự nghiệp của bạn tuổi thân trong ngày này bạn dần có được những bước phát triển thuận lợi hơn hạn trong khoảng thời gian trước đó với bạn có được cơ hội được cấp trên trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng giúp cho bạn phát huy được năng lực khẳng định được vị thế của bản thân mình nữa xem từ vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10 năm Tân Sửu ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mùng 5 14 23 đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời nữ đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Chính vì vậy với bạn tuổi thân, nếu như có kế hoạch gì trọng đại, bạn cần phải cân nhắc kỹ càng trước khi thực hiện, tránh những sự cố ngoài ý muốn xảy ra với mình. Và đặc biệt, nếu như ngày này bắt buộc phải đi xa, thì bạn nên ưu tiên đi về hướng tốt như là hị thần và tài thần hướng Tây Nam để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình nhé về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa gây ấn tượng tốt với mọi người từ lần gặp đầu tiên tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ sự nghiệp có được những bước tiến trị thuận lợi tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc cố gắng phát huy điểm mạnh của mình tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim thích hợp mở rộng quy mô đầu tư hợp tác làm ăn và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu bạch kim quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi tỵ tuổi dậu từ vi tuổi dậu thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi Dậu đang gặp ngày quốc cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình cái điều này tác động xấu lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay làm cho bạn rất dễ trở nên nóng nảy với bạn tuổi Dậu bạn thường tranh chấp hoặc là phản kháng ngay với những người bất đồng ý kiến với mình mà không hề suy nghĩ cho kỹ càng không hề lo lắng việc mình làm sẽ làm mất lòng người khác như thế nào bạn mạnh tuổi dậu, bạn nên nhớ rằng dù mình có tài dội đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn có những lúc bạn vẫn mắc phải sai lầm mà chính bạn không nhận ra được. Lắng nghe ý kiến của người khác là cách giúp cho bạn hoàn thiện bản thân mình một cách nhanh chóng bạn tuổi dậu nhé. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dậu, bạn cần phải chú ý về sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc là sở thích cá nhân mà lơ là với giấc ngủ hoặc là sinh hoạt hoặc là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Và trong ngày hôm nay, rất có thể bạn sẽ mắc phải bệnh về xương khớp hoặc là bệnh về mắt nữa. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, tính khí nóng nảy, dễ nổi giận với người khác. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, nối năng không suy nghĩ, gây tổn thương tới người khác. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, chú ý tránh những rắc rối không đáng có xảy ra với mình. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, không nên quá kiêu căng, tự mãn, tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu kim, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuất thứ ba ngày mùng 9 tháng 11 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tuất ạ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang có điểm báo bạn bước sang ngày thứ ba này đang phải đối diện với đủ chuyện phức tạp ngày hôm nay do bạn đang phải chịu tác động tiêu cực của ngũ hành tương hại gây ra Tuy nhiên với bạn tuổi tuất, bạn hãy suy nghĩ lạc quan, tích cực sẽ giúp cho bạn đối diện với hoàn cảnh bế tắc tốt hơn nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia của mình đang có dấu hiệu rạn nứt và lúc này nếu như bạn cứ tiếp tục dựng dưng thì đôi bên sẽ càng lúc càng trở nên xa cách. Vì vậy, bạn cần phải nhanh chóng tìm cách hòa giải với nửa kia của mình đi bạn tuổi Tuất nhé. Ngày hôm nay, bạn tuổi Tuất nếu như cần phải xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tiên đi về những hướng tốt như là hỷ thần và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hướng xuất hành giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tuất, bạn cũng cần phải chú ý hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn, dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được nửa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn. Vì vậy, nếu không có công việc quan trọng thì bạn nên hoãn lại, không nên thực hiện những công việc trọng đại ngày hôm nay nhé. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa có thể gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ không nên dự những suy nghĩ quá bi quan, tiêu cực. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc tình cảm vợ chồng thờ ơ lạnh nhạt. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim cố gắng hết sức để khắc phục những vấn đề trước mắt từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy suy nghĩ tích cực sẽ khiến cho mọi việc trở nên đơn giản hơn và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi ngọ tuổi thân Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 9 tháng 11 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi hợi với nửa kia của mình đang rất hòa hợp, in ấm. Bạn tuổi hợi, bạn luôn dành cho nửa kia của mình sự tôn trọng và chú tâm để lắng nghe ý kiến của người ấy trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì trong ngày này, nếu như bạn đang quản độc thân, nhân duyên với những người khác giới của bạn đang khá vượng, bạn mệnh nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, không nên từ chối các cuộc gặp gỡ và bởi rất có thể bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình ở nơi đó. Lại thêm, trong ngày này, bạn tuổi hợi đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh. Cái điều này cũng cho thấy với bạn sẽ gặp được nhiều may mắn nếu như tham gia thi cử hoặc là bầu bán. Cái điều quan trọng là bạn cần phải tự tin vào chính bản thân mình. Tiềm năng của bạn vẫn chưa được thể hiện hết đâu bạn tuổi Hợi nhé. Vậy từ vi tuổi ất Hợi thuộc mệnh hỏa luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra quyết định. Từ vi tuổi đinh Hợi thuộc mệnh thổ nhân duyên vượng nên chủ động để biết nắm bắt cơ hội. Từ vi tuổi kỷ hỏi thuộc mệnh mộc gặp nhiều may mắn nếu như bạn tham gia thi cử, ứng cử, tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim tin tưởng vào bản thân mình để không thua kém, tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy hoàn thành tốt công việc được phân công. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.